phát hiện quán bún riêu to mỡ đông khách nhất phố Duy Tân. Có khi nào bên này người ta thuê khách đến lúc nhỉ anh em nhỉ? Giống anh nhỉ? Ui giời ơi anh em ơi, bát bún riêu full topping đầy ú luôn, lào chả, lào bò, lào giò, lào đậu đấy. Bò lớp thêm cả lòng xe điếu và em rồi mỡ điện thoại nữa. Con này ăn cái gì? Rồi đây, anh có hít lòng xe điếu này, cầm đi để đổi bún riêu này ăn nhá. Anh em đi cùng mình nhá. Xin chào cả nhà nhá, lại là ba anh em nhà thuế lòng xe điếu đây. Đó, bún riêu. Anh đây, hôm nay thêm một lần chứng minh cho anh em biết là ở Hà Nội ấy, kinh doanh bất cứ mặt hàng nào cũng có thể thành công. Nhưng mà quan trọng nhất là anh em làm thế nào. Hôm nay có thế xe điếu đến ăn thảo nào cửa hàng không khách đấy. Làm ăn có lộc sướng thật, khách cứ ào ào như này thì chả mấy mà. Có khi nào bên này người ta thuê khách đến không nhỉ anh em nhỉ? Giống anh nhỉ? Đấy, anh em cứ nghĩ là nhà người ta vắng khách, khi mà có food review đến ấy thì là người ta thuê khách đến để cho nó đông ồn nào các thứ lên. Nhưng mà cuộc sống ấy thì đâu có gì là đến tự nhiên đâu. Đấy, chưa biết đồ ăn thế nào nhưng mà thấy anh em nhìn này, bát đũa rồi là bàn ghế hộp đựng đũa ấy, tất cả đều được chuẩn bị rất là chuyển chu sạch sẽ. Đấy, nếu bạn không hài lòng hãy nói với chúng tôi, còn nếu bạn hài lòng hãy nói với anh Thế Lòng Xe Điếu. Thế là hôm nay là em phải là chạy qua để test thử ngay mọi người ạ. Lần trước thì mình ăn 1-2 lần rồi. Đấy, đợt này là mới làm thêm cơ sở mới và cũng là một trong những địa điểm đắc địa của phố Duy Tân luôn, phải gọi là đẳng cấp. Đấy, em phú bát bún riêu ra bốc ngay miếng thẩm thử xem nó có giòn không. Đấy, chả biết giòn hay không, thấy xin thêm bát nữa. Đấy, em phú em không ăn được cay mấy mọi người ạ. Đây, mắm tôm này, cho thêm ít ớt, ít mắm tôm vào nữa. Đấy, ôi giời ơi, bún riêu đã đầy đủ topping rồi, hôm nay lại có thêm cả dồi và lòng xe điếu nữa. Thì liệu có ngon không nhỉ anh em nhỉ? Quá ngon luôn, nước dùng rất là đậm đà luôn, giò ăn rất là giòn. Đấy, em phú em bảo em thử tí nước dùng xem nó có ok không. Em cho bao nhiêu ớt như vậy vào rồi thì em còn cảm nhận được cái gì nữa, nhưng mà thôi. Đấy, cứ thấy em oanh chén như này là anh em thấy uy tín rồi. Từ ngày đi cùng anh Thế là em phú ăn uống cũng lên level, xe điếu là em oánh hai miếng luôn. Đấy, hôm nay bốn anh em đi đến thẩm hai bát bún riêu, sau đấy thì gọi thêm một lùi lẩu ếch để thẩm thưởng. Trời ơi, có cái đĩa nó cho hết vào luôn. Ăn nhanh để về đi xin. Đấy, các bác thấy chưa? Lao động hăng say ấy, thì tiền sẽ về, đơn giản thế thôi. Không biết các bác thế nào nhưng em để khoái mỗi con da này. Em cũng lớn rồi, ăn uống cũng khá là biết giữ ý giữ tứ, nên là trong lùi có bao nhiêu miếng xa thì em bới quá chén hết. Đúng là đi ăn uống anh em lên đi đông đông, mỗi người thích ăn một vị khá là hợp lý. Em Phú thích ăn da, Hùng thích ăn chân, thì có đây em thích ăn đùi. Xem đến cái đoạn này chắc rất nhiều anh em bảo ồ chú ăn cua thế thì bao giờ mới. Ơi, anh em cứ tình thương mến thương mọi người ạ. Lao động chăm chỉ kiếm tiền đấy, có tiền thích ăn món gì ngon là cũng thế là triển khai thôi. Đấy, lạnh lạnh này làm đồ lẩu ấy cũng khá là phê mọi người ạ. Nước lẩu ở đây mình thấy khá là đậm đà. Em ơi, khách ăn lẩu à? Vâng, đổi đến xem qua đĩa nhân thì nhá. Nhìn qua đĩa nhân lẩu khá uy tín đấy, bắp bò, trứng, giò, sườn sụn rồi cả đậu nữa. Buổi trưa ở đây mình thấy đại đa phần anh em đều là ăn bún riêu thôi, có một vài bàn là ăn lẩu. Nay thấy có em thấy lòng xe điếu đến cái là khách vào lươm lượm, nhân sự không kịp kịp soạn bàn, nên là em lại bệnh nghề nghiệp ra hỗ trợ luôn. Quán bún riêu này thì mình cũng ăn vài lần rồi đấy, cô chủ quán thấy mình đến ăn ấy bảo là thấy ăn ngon anh tặng em bài review. Đấy, mọi thứ đều ok mà vì bọn em mới ra trường ấy, là em cũng thấy chị mình cũng tới trường trung đạo là lúc có khách nhân sự mình có được nhiều món ấy, nhưng mà khách bách lại cũng có đấy, nhưng mà tất nhiên là cần một lời xin lỗi chơi mình đông nhá mọi người ạ. Đây trẻ thôi nhưng mà bây giờ lắp sáu cửa hàng rồi.